Anh Quỳnh sao tới sớm vậy? Anh tập thể dục dụng cụ ở công ty hả? Dụng cụ gì mà dụng cụ, cái gậy chơi golf ông nội. Gậy chơi golf nè. Chứ sao? Trời ơi, đắt tiền lắm nha. Anh lượm đâu vậy? Gì? Lượm đâu? Ở đâu ra cho lượm? Mua đó. Trời, em thấy chơi golf đâu gì hay đâu. Tập bơi á giống như em nè, hay là tập tạ giống như anh Hòa Long, hay là tập tennis giống như Sức Tài gì đó, cũng nè, hay vậy. Nè nè nè, mấy môn thể thao đó bây giờ đã lui vào dĩ vãng rồi, hiểu không? Cái này mới là hiện đại nè. Anh nói vậy á, Sếp Tài nghe được, Sếp Tài buồn lắm á. Sếp Tài thật là cực khổ, tập mới được chơi tennis á. Sếp Tài còn nói là tennis là chơi môn thể thao quý tộc á. Không à, golf mới là môn thể thao của quý tộc. Rồi đây tôi sẽ cùng với Phương Nguyên đi đánh golf đấy. Anh bị bệnh rồi. Phương Nguyên, chiều nay ra sân golf với anh nha, anh sẽ cho em thấy những đường bóng vô cùng đẹp. Trời ơi, anh Trần Quỳnh, ở đây là công ty mà anh cứ xách cái golf đi vòng vòng vậy. Anh phải đeo bên người cho mọi người biết anh là quý sở tộc, hiểu không? Bây giờ chơi cái môn này mới là sang trọng, còn chơi tennis hồi xưa rồi. Nhưng mà em trót thích tennis rồi. Ủa vậy hả? Trời ơi, thiệt á, hết nói nổi em rồi. Cứ cầm cái vợt tennis y như là cái vợt bắt mũi vậy, kỳ muốn. Con Phương Nguyên. Dạ. Cô đem vợt theo rồi ha. Dạ. Chiều nay tôi đi coi là một set nha. Sếp. Dạ. Trời ơi, thời buổi giờ ai mà chơi tennis nữa sếp ơi. Xưa rồi, chơi cái này mới sang trọng nè. Bây giờ là nhà nhà người người đều chơi golf nha sếp. Trời ơi, khó khăn lắm em mới mua được cái gậy này nè. Phải vậy không? Chứ sao? Mà cái cây này còn mua như vậy? Trời ơi, mắc lắm. Nhưng mà nếu sếp thích thì em có thể bán rẻ lại cho sếp. Không. Tôi đổi cái tennis này với cây này của cậu được không? Được. Gì nữa đây? Hồi sáng em thấy anh chơi ổng chơi ẹo môn tennis mà. Tại vì lúc sáng anh chưa biết Phương Nguyên thích bộ môn này. Bây giờ Phương Nguyên sẽ là của anh đấy. Anh bệnh nặng lắm rồi, mua thuốc uống đi. Ôi trời ơi. Quán Trần Quỳnh. Người quý tộc như anh cũng chơi môn thể thao này hả? Không. Anh nghiệm ra rằng golf là một bộ môn quý tộc thiệt. Nhưng nó chỉ là một trào lưu nhất thời thôi. Còn tennis nó là đẳng cấp. Mà đẳng cấp thì nó sẽ trường tồn mãi mãi. Em thấy anh nổ đẳng cấp rồi đó. Rồi. Này, chiều nay dạy anh chơi tennis nhé. Phương Nguyên ơi, trời ơi, làm gì chúng nó mà lâu dữ vậy biết. Phương Nguyên, anh chờ em từ nãy giờ, đến giờ mình tập chơi tennis rồi, lẹ đi. Trời ơi, em kỳ quá em đâu có hẹn với anh đâu, em có hẹn với Sếp Tài rồi. Sếp Tài chỉ thích chơi golf thôi, chỉ có anh là cùng chung sở thích chơi tennis với em. Phương Nguyên ơi, mình đi tập golf nhé. Không, sếp thích chơi golf, chứ Phương Nguyên là chỉ thích chơi tennis thôi, Phương Nguyên sẽ đi với em. Không, sếp, mình phải học theo trào lưu mới, và anh Trần Quỳnh cố gắng tập môn thể thao đẳng cấp nha.